Trung Quốc mưu đồ bán đất tổ dâu tài nguyên cho Nga với một mức giá cực đắt. 9.596.960 km², đó là diện tích khổng lồ của Trung Quốc ngày nay, gấp 29 lần diện tích của Việt Nam. Tuy nhiên ít ai biết rằng, vào thời kỳ hoàng kim của nhà Thanh, lãnh thổ của Trung Quốc đã từng mở rộng đến 14,7 triệu km². Xin chào các bạn, chào mừng đến với Trạm Thông Tấn. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một phần quan trọng và ít được biết đến trong lịch sử địa chính trị của Trung Quốc. Qua các biến cố lịch sử, Trung Quốc đã mất đi một phần đáng kể lãnh thổ dầu tài nguyên cho Nga. Điều gì đã khiến một đế quốc mạnh mẽ phải từ bỏ những vùng đất quan trọng này? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào những nguyên nhân và hậu quả của sự mất mát này để hiểu rõ hơn về một trong những giai đoạn biến động nhất trong lịch sử Trung Quốc. Những thông tin được chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành lời khuyên chính trị hay hành động. Người xem nên tự đánh giá và tham khảo nhiều nguồn thông tin khác nhau trước khi đưa ra quyết định cá nhân. Mãn Châu trong lịch sử Trung Quốc, sự hình thành, phát triển và bất ổn chính trị. Mãn Châu, vùng đất tổ của nhà Thanh, không chỉ là một khu vực chiến lược mà còn là quê hương của dân tộc Nữ Chân, tổ tiên của người Mãn Châu ngày nay. Khu vực Đông Bắc Trung Quốc này với vùng đồng bằng rộng lớn đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp và chăn nuôi du mục, giúp người dân nơi đây duy trì một nền văn hóa đa dạng và phong phú. Vào năm 1115, người Nữ Chân đã nổi dậy đánh bại nhà Liêu và thành lập nhà Kim, tạo nên một đế quốc mạnh mẽ. Tuy nhiên, chưa đầy 100 năm sau, vào năm 1211, nhà Kim lại bị người Mông Cổ xâm lược. Đến năm 1234, đế quốc Kim bị chinh phục hoàn toàn. Sự sụp đổ của nhà Kim là dấu mốc quan trọng trong lịch sử, mở đường cho sự thống trị của người Mông Cổ với đế quốc Nguyên. Tuy nhiên, đến năm 1368, nhà Nguyên lại bị lật đổ bởi nhà Minh của người Hán, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử Trung Quốc. Dù nhà Minh kiểm soát vùng Liêu Đông, nhưng khu vực xa hơn về phía Bắc vẫn do người Nữ Chân quản lý. Người Nữ Chân chia thành 3 bộ phận: Kiến Châu Nữ Chân ở phía Bắc của dãy Trường Bạch và dọc theo sông Mẫu Đơn Giang, Hải Tây Nữ Chân sống dọc theo sông Tùng Hòa và Dã Nhân Nữ Chân sống dọc theo sông Hắc Long Giang và sông Ô Tô Lý. Đến năm 1583, Nội Nhi Cáp Xích bắt đầu quá trình thống nhất các bộ phận của người Nữ Chân. Năm 1616, ông xưng đế và thành lập nhà Hậu Kim, khẳng định quyền lực và sự thống trị của mình. Năm 1625, người Nữ Chân chiếm được Thẩm Dương, thủ phủ của Liêu Đông, từ tay nhà Minh và biến nơi đây thành kinh đô mới mang tên Thịnh Kinh. Tuy nhiên chỉ một năm sau, Nội Nhi Cáp Xích qua đời, để lại quyền lực cho người con trai thứ 8 là Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực không chỉ tiếp tục sự nghiệp của cha mình mà còn mở rộng lãnh thổ và quyền lực của người Nữ Chân. Ông đổi tên dân tộc từ Nữ Chân thành Mãn Châu và đổi tên đất nước từ Hậu Kim thành Đại Thanh vào năm 1635. Những thay đổi này nhằm giành lấy thiện cảm của người Hán và tránh nhắc đến quá khứ bị người Nữ Chân đô hộ vào thời nhà Kim. Vào năm 1643, Hoàng Thái Cực qua đời, nhưng công cuộc mở rộng lãnh thổ vẫn tiếp tục dưới sự lãnh đạo của các tướng lĩnh tài ba. Chỉ một năm sau khi Hoàng Thái Cực qua đời, nhà Minh sụp đổ bởi cuộc khởi nghĩa nông dân do Lý Tự Thành lãnh đạo. Tướng Ngô Tam Quế, người chấn giữ Sơn Hải Quan, đã mở cổng cho quân Mãn Thanh tràn vào chiếm Bắc Kinh. Trong vòng chưa đầy nửa thế kỷ, người Mãn đã hoàn tất quá trình chiếm trọn Trung Nguyên vào năm 1662, thiết lập sự thống trị của nhà Thanh trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Trong thời gian này, người Nga cũng mở rộng lãnh thổ về phía Nam, tiến tới khu vực phía Bắc sông Hắc Long Giang. Trước tình hình đó, nhà Thanh đã kêu gọi Triều Tiên đem quân hỗ trợ. Liên minh Thanh Triều cuối cùng đã giành chiến thắng và vào năm 1689, Trung Quốc và Nga thiết lập đường biên giới theo hiệp ước Ni Bố Sở, lấy ranh giới là sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp và dãy núi Ngoại Hưng An Lĩnh. Sau chiến thắng này, nhà Thanh hạn chế di cư người Hán lên vùng Đông Bắc để bảo vệ bản sắc dân tộc Mãn Châu. Do đó, khu vực Đông Bắc vẫn rất thưa thớt dân cư và khu vực tả ngạn sông Hắc Long Giang với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, càng ít người sinh sống hơn. Những sự kiện và quyết định này đã định hình không chỉ lịch sử mà cả địa lý và chính trị của Trung Quốc trong các thế kỷ tiếp theo. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục khám phá những bí mật lịch sử và những biến động đã làm thay đổi diện mạo của một trong những quốc gia lớn mạnh nhất thế giới. Nga và Trung Quốc,
cuộc đối đầu lịch sử tại vùng Đông Bắc và sự thảm bại của nhà Thanh. Trong suốt thế kỷ 18 và 19, đế quốc Nga đã nổi lên như một cường quốc hải quân với tham vọng thống trị Thái Bình Dương. Sự trỗi dậy của Nga không chỉ đánh dấu bằng các cuộc mở rộng lãnh thổ, mà còn bởi việc xây dựng lực lượng hải quân mạnh mẽ. Để thực hiện tham vọng này, Nga đã thành lập đội tàu quân sự biển Okhotsk vào năm 1731, đặt căn cứ đầu tiên tại thị trấn Okhotsk nằm ở phía tây bắc biển Okhotsk. Đây chính là tiền thân của hạm đội Thái Bình Dương ngày nay. Trong thế kỷ 19, đế quốc Nga đã thực hiện một chiến lược mở rộng lãnh thổ đầy tham vọng, đặc biệt là ở khu vực Đông Siberia. Sự suy yếu của nhà Thanh sau cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất đã tạo cơ hội cho Nga tiến hành các hoạt động bành trướng. Chiến lược này không chỉ nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và kinh tế, mà còn nhằm khẳng định vị thế của Nga trong khu vực Đông Á. Sau thất bại trong chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất vào năm 1839 tới năm 1842, nhà Thanh đã phải nhượng lại bán đảo Hồng Kông cho Anh và mở cửa 5 cảng biển cho thương mại quốc tế. Sự thờ ơ và thiếu khả năng kiểm soát của triều đình nhà Thanh đối với các khu vực phía Bắc, đặc biệt là lưu vực sông Hắc Long Giang, đã tạo ra khoảng trống quyền lực mà Nga nhanh chóng tận dụng. Vào năm 1846, Sa Hoàng Nicholas I ra lệnh thực hiện cuộc nhập cư quy mô lớn vào khu vực phía Nam dãy Đại Hưng An Lĩnh. Đây là một bước đi chiến lược nhằm củng cố sự hiện diện của Nga ở khu vực Đông Siberia. Trong thời gian ngắn, người Nga đã kiểm soát phần phía Bắc lưu vực sông Hắc Long Giang và các khu vực biển xung quanh. Hành động này không chỉ nhằm mục đích kiểm soát lãnh thổ, mà còn để khai thác tài nguyên và thiết lập các cơ sở quân sự quan trọng. Nga đã xây dựng các khu định cư và thiết lập các căn cứ quân sự tại khu vực này để bảo vệ và mở rộng lãnh thổ của mình. Sự hiện diện của các khu định cư Nga đã giúp củng cố quyền kiểm soát của đế quốc và tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế, đặc biệt là khai thác tài nguyên thiên nhiên. Việc mở rộng lãnh thổ cũng giúp Nga thiết lập các tuyến đường giao thương quan trọng, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong nước. Sự mở rộng của Nga tại Đông Siberia đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Nhà Thanh, mặc dù suy yếu, vẫn phải đối mặt với sự xâm lấn và mở rộng của Nga. Việc Nga kiểm soát lưu vực sông Hắc Long Giang và các khu vực biển xung quanh đã tạo ra một thế lực mới tại khu vực Đông Á, cạnh tranh trực tiếp với các cường quốc khác như Anh và Nhật Bản. Chiến lược mở rộng của đế quốc Nga tại Đông Siberia là một phần của quá trình bành trướng toàn cầu trong thế kỷ 19. Sự suy yếu của nhà Thanh đã tạo cơ hội cho Nga thực hiện các bước đi chiến lược nhằm củng cố quyền lực và khai thác tài nguyên khu vực này. Hành động này không chỉ làm thay đổi cục diện chính trị và kinh tế của khu vực Đông Á, mà còn tạo ra những xung đột và căng thẳng mới trong quan hệ quốc tế. Năm 1849, Petropavlovsk Kamchatsky được chọn làm căn cứ mới cho đội tàu quân sự biển Okhotsk, nằm ở phía đông bán đảo Kamchatka, cách Okhotsk 1.200 km. Tuy nhiên một năm sau, Nga đã tìm được vị trí phù hợp hơn là miếu nhai Nikolaev on Amur, nằm ở bờ bắc sông Amur, cách Okhotsk 700 km về phía nam. Dù vậy, địa điểm này cũng không đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu của Nga vì không thuận tiện cho tàu bè ra vào và cần một vị trí gần các tuyến đường thương mại quan trọng. Trong thế kỷ 19, Trung Quốc trải qua nhiều biến động lớn, tạo ra những khoảng trống quyền lực mà các cường quốc khác nhanh chóng lợi dụng. Một trong những cuộc nổi dậy đáng chú ý là khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, bắt đầu vào năm 1850. Cuộc khởi nghĩa này, cùng với các cuộc chiến tranh Nha Phiến, đã làm suy yếu triều đình nhà Thanh và tạo cơ hội cho Nga mở rộng lãnh thổ ở phía Bắc. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc bắt đầu từ năm 1850 tới năm 1864, là một trong những cuộc nổi dậy lớn nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cuộc nổi dậy này đã lan rộng khắp miền Nam Trung Quốc, đe dọa sự ổn định của nhà Thanh. Trong khi triều đình nhà Thanh phải tập trung lực lượng để đàn áp cuộc nổi dậy, họ đã bị phân tán quyền lực và không thể quản lý hiệu quả các khu vực biên giới phía Bắc. Lợi dụng tình hình rối ren này, đế quốc Nga đã nhanh chóng tiến hành các bước mở rộng lãnh thổ ở phía Bắc sông Hắc Long Giang. Đến năm 1854, Nga đã kiểm soát phần lớn khu vực này, ngoại trừ 64 ngôi làng ở phía đông sông Deja, được gọi là Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn. Việc kiểm soát các khu vực này không chỉ giúp Nga củng cố quyền lực tại Đông Siberia, mà còn tạo ra một vùng đệm an toàn trước bất kỳ mối đe dọa nào từ phía Nam. Trong thời gian nhà Thanh phải đối phó với khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, họ còn phải đối mặt với chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai, bắt đầu từ năm 1856 tới năm 1860. Cuộc chiến này khơi mào bởi Anh và Pháp, hai cường quốc phương Tây muốn mở rộng thương mại và ảnh hưởng tại Trung Quốc.
Vào năm 1856, Anh và Pháp đã tiến vào Thiên Tân, đe dọa trực tiếp đến kinh thành Bắc Kinh. Sự xâm nhập của các lực lượng phương Tây đã làm suy yếu thêm nhà Thanh và tạo cơ hội cho các nước khác, bao gồm Nga, tiếp tục mở rộng ảnh hưởng. Nga đã tận dụng tối đa sự suy yếu của nhà Thanh để củng cố và mở rộng lãnh thổ. Việc kiểm soát khu vực phía Bắc sông Hắc Long Giang giúp Nga thiết lập các tuyến đường thương mại và quân sự quan trọng. Những khu định cư và căn cứ quân sự mới được xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nga khai thác tài nguyên và bảo vệ lãnh thổ mới chiếm được. Sự lợi dụng tình hình rối ren của Trung Quốc trong thế kỷ 19 là một phần của chiến lược bành trướng của đế quốc Nga. Khi triều đình nhà Thanh bị suy yếu bởi các cuộc nổi dậy và chiến tranh, Nga đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở rộng lãnh thổ và củng cố quyền lực tại Đông Siberia. Hành động này không chỉ làm thay đổi cục diện chính trị và kinh tế khu vực, mà còn để lại những hậu quả lâu dài trong quan hệ quốc tế và lịch sử Đông Á. Trước áp lực từ phía Nga và tình hình rối ren trong nước, nhà Thanh buộc phải đàm phán với Nga. Đại diện của nhà Thanh, Ái Tân Giác La Dịch Sơn đã phải ký kết Hiệp ước Ái Hồn vào ngày 28 tháng 5 năm 1858. Theo hiệp ước này, nhà Thanh phải nhượng lại cho Nga 600.000 km2 lãnh thổ tả ngạn sông Hắc Long Giang và các điều khoản khác như cư dân tại Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn với diện tích 3.600 km2 vẫn nằm dưới sự quản lý của nhà Thanh. Vùng đất phía đông sông Ô Tô Lý, phía nam sông Hắc Long Giang, phía tây biển Nhật Bản là vùng đất được quản lý chung bởi nhà Thanh và Nga. Cư dân Nga sẽ không bị ngăn cản đến đây định cư. Chỉ có tàu của Trung Quốc và Nga được đi vào các sông lớn. Dỡ bỏ tất cả các hạn chế thương mại dọc biên giới hai nước. Sau khi đại diện của nhà Thanh trở về Bắc Kinh, ông đã bị trừng phạt vì đã nhượng quá nhiều đất. Hiệp ước này không được Hoàng đế Hàm Phong phê chuẩn, nhưng ông cũng không muốn gây chiến với Nga vì phải đối phó với Anh và Pháp trước. Sau khi chiếm được Hải Sâm Uy, tức Vladivostok, vào ngày 2 tháng 7 năm 1860, Nga đã lập một căn cứ hải quân vững chắc tại đây. Từ đó, họ kiểm soát toàn bộ vùng duyên hải phía đông sông Ô Tô Lý, tạo ra một vùng đệm để bảo vệ Vladivostok và ngăn chặn Trung Quốc xây dựng hạm đội tại biển Nhật Bản. Với việc cắt đất cho Nga, nhà Thanh đã tạm thời yên tâm về phía Bắc. Trong khi đó, Liên quân Anh-Pháp đã giúp triều đình đàn áp phong trào Thái Bình Thiên Quốc. Chiến sự kết thúc vào năm 1864 với cái giá hơn 20 triệu người chết, một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Kể từ đó, Trung Quốc gọi vùng đất bị cắt cho Nga là Ngoại Mãn Châu để phân biệt với Nội Mãn Châu, vùng đất vẫn do Trung Quốc kiểm soát. Sự mở rộng của đế quốc Nga và những thất bại liên tiếp của nhà Thanh đã dẫn đến việc mất mát lãnh thổ lớn và ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình chính trị, quân sự của Trung Quốc. Việc Nga thiết lập căn cứ tại Vladivostok và kiểm soát vùng duyên hải đã giúp họ tăng cường vị thế chiến lược tại Thái Bình Dương, trong khi Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức nội bộ và áp lực từ các cường quốc phương Tây. Đế quốc Nga-Nhật xâu xé Trung Quốc và sự sụp đổ của nhà Thanh. Sau khi tiếp quản vùng đất mới, đế quốc Nga đã nhanh chóng triển khai chiến dịch để trục xuất người Trung Quốc ra khỏi khu vực. Đầu tiên là chiến dịch Manza vào năm 1868 tại Vladivostok, khi người Nga cố gắng ngăn chặn hoạt động khai thác vàng và trục xuất các công nhân Trung Quốc. Đến năm 1871, đội tàu quân sự Siberia, trước đây là đội tàu quân sự biển Okhotsk, được chuyển căn cứ về Vladivostok, biến nơi đây thành một hải cảng chiến lược của đế quốc Nga ở Viễn Đông. Bên cạnh đó, người Nga cũng tích cực di cư vào khu vực này. Kể từ khi chiếm được Ngoại Mãn Châu đến năm 1882, đã có tới 63 khu định cư được thành lập. Để kết nối phía đông xa xôi với các thành phố lớn ở phía tây như Moscow và Saint Petersburg, Nga bắt đầu xây dựng tuyến đường sắt xuyên Siberia vào năm 1891. Tuyến đường sắt này nối Chita với Vladivostok dọc theo đường biên giới giữa Nga và Trung Quốc. Trong khi đó, Nhật Bản đã cải cách thành công và trở thành một cường quốc, thách thức vị thế của Trung Quốc ở Đông Á. Đến năm 1894, chiến tranh Trung-Nhật lần thứ nhất bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên nhằm tranh giành ảnh hưởng ở vùng đất này. Trong thời gian này, người Nhật đã tiêu diệt hạm đội Bắc Dương, xâm lược Mãn Châu Lý, đánh phá Liêu Thuận Khẩu và Uy Hải Vệ, đồng thời chiếm lấy Đài Loan, buộc chính quyền nhà Thanh phải cầu hòa vào tháng 2 năm 1895. Với thất bại toàn tập này, nhà Thanh mất toàn bộ ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên, phải nhượng lại Đài Loan và bán đảo Liêu Đông cho đế quốc Nhật Bản. Cuộc chiến này cũng chứng tỏ sự thất bại trong nỗ lực của nhà Thanh nhằm hiện đại hóa quân đội và chống lại các mối đe dọa đối với chính quyền của mình. Tuy nhiên, Nga đã thuyết phục được Đức và Pháp tạo ra áp lực ngoại giao với Nhật Bản,
buộc cường quốc châu Á này phải trả lại bán đảo Liêu Đông cho nhà Thanh. Do người Nga lúc này có tham vọng chiếm lấy cảng Lữ Thuận, một cảng nước ấm nằm trên bán đảo Liêu Đông. Đến năm 1897, Nga và Trung Quốc đạt được thỏa thuận xây dựng đường sắt nối Chita tới Vladivostok bằng một con đường ngắn hơn. Thỏa thuận này cũng mở đường cho đế quốc Nga giành được quyền thừa cảng Lữ Thuận trong vòng 25 năm vào năm 1898 và được phép xây dựng một tuyến đường sắt đến hải cảng chiến lược này. Từ đây, ảnh hưởng của người Nga tại vùng nội Mãn Châu ngày càng tăng, khiến nhiều người dân Trung Quốc tức giận và thành lập lực lượng Hồng Hồ Tử để tấn công người Nga. Trong khi đó, các cường quốc phương Tây cũng tăng cường áp bức Trung Quốc, dẫn đến phong trào Nghĩa Hòa Đoàn bùng nổ vào năm 1899. Những người nổi dậy này đã tấn công các nhà thờ ở khắp miền Bắc Trung Quốc và sát hại các nhà truyền giáo nước ngoài. Nhà Thanh, do Từ Hy Thái Hậu đứng đầu, đã chọn đứng về phía Nghĩa Hòa Đoàn và tuyên chiến với liên quân 8 nước, trong đó có Nga. Quân đội nhà Thanh đã cố gắng phong tỏa giao thông đường thủy của người Nga trên sông Amur gần Ái Hồn và cùng với lực lượng Hồng Hồ Tử tấn công Blagoveshchensk. Thống đốc quân sự của vùng Amur, Konstantin Nikolaevich Gritsky, ra lệnh trục xuất tất cả người dân của nhà Thanh còn lại ở phía bắc sông Hắc Long Giang, trong đó có cả người dân ở Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn. Kết quả là đã xảy ra vụ thảm sát làm từ 6.000 đến 9.000 người chết. Khi tất cả người Trung Quốc ở đây bị đẩy xuống sông Hắc Long Giang và những người biết bơi thì bị quân Nga bắn chết. Sự kiện này làm gia tăng sự căm hận của người Trung Quốc. Khi chiến tranh Nga-Nhật nổ ra vào năm 1904 để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ Mãn Châu và Triều Tiên, đã có tới 10.000 quân Hồng Hồ Tử tham gia chiến đấu chống lại đế quốc Nga. Trong trận chiến này, Nga thất bại cả trên bộ lẫn trên biển. Tình hình quốc nội rối ren với cuộc cách mạng Nga nổ ra vào năm 1905 và tình hình quốc ngoại suy thoái, buộc Sa Hoàng Nicholas II phải tìm cách giảng hòa với Nhật. Cuộc chiến kết thúc bằng hiệp ước Portsmouth vào ngày 5 tháng 9 năm 1905 với sự trung gian của Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt. Với thất bại này, Nga mất hết ảnh hưởng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc và từ bỏ chính sách bành trướng ở Đông Á. Người Nhật giành được bán đảo Triều Tiên, sau đó sáp nhập Triều Tiên và Nhật Bản vào năm 1910, đồng thời kiểm soát cảng Đại Liên và tuyến đường sắt Nam Mãn Châu. Tại Trung Quốc, nhà Thanh sụp đổ vào năm 1911 sau cách mạng Tân Hợi, dẫn đến sự ra đời của chính phủ mới mang tên Trung Hoa Dân Quốc. Tuy nhiên, chính phủ này không kiểm soát được toàn bộ Trung Quốc để xảy ra tình trạng quân phiệt cát cứ. Người nắm giữ khu vực nội Mãn Châu khi đó là Trương Tác Lâm. Ở châu Âu, khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Nga cùng với Anh và Pháp thuộc phe hiệp ước, đối đầu với phe liên minh gồm Đức, Áo, Ottoman và Hungary. Không một nước châu Âu nào thật sự chiến thắng trong cuộc chiến này. Tất cả đều chịu tổn hại nặng nề về người và của. Đế quốc Nga cũng vậy, không thể trụ nổi qua cuộc chiến và tan vỡ vào năm 1917. Kế tục đế quốc này là Cộng hòa Nga, sau đó là Nga Xô Viết, và tới năm 1922 thì Liên Xô được thành lập. 7 năm sau, vào năm 1929, xung đột nổ ra giữa Liên Xô và quân Việt vùng Đông Bắc của Trung Quốc là Trương Học Lương, con trai của Trương Tác Lâm. Trong trận này, Liên Xô giành chiến thắng và Hồng quân chiếm lấy đảo Hắc Hạt Tử, đảo Ngân Long và đảo A Ba Cai Đồ từ tay thiếu soái của nhà họ Trương. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền đối với những hòn đảo này. Chỉ 2 năm sau, tức năm 1931, Nhật Bản xâm lược vùng nội Mãn Châu của Trung Quốc, một vùng công nghiệp than đá và khai khoáng quan trọng. Trước cuộc chiến này, đã có hơn 1 triệu Nhật Kiều tại đây, chủ yếu làm trong các khu công nghiệp khai khoáng. Tới năm 1932, họ lập ra chính phủ bù nhìn Mãn Châu Quốc với người đứng đầu là Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh. Tới Thế chiến thứ hai, sau khi quân Đức và Ý bị đánh bại, Liên Xô chuyển mũi nhọn qua phía đông, tấn công đạo quân Quan Đông của Nhật Bản ở nội Mãn Châu và đóng quân tại đây cho đến năm 1946. Chiến tranh lạnh và mâu thuẫn nội bộ, quan hệ phức tạp giữa Trung Quốc và Liên Xô. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Trung Quốc nhanh chóng rơi vào tình trạng nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù Liên Xô đã rút quân khỏi nội Mãn Châu vào năm 1946, nhưng họ vẫn giữ lại quyền kiểm soát cảng Lữ Thuận, một cảng chiến lược quan trọng. Việc kiểm soát khu vực này tạo điều kiện thuận lợi cho Liên Xô duy trì ảnh hưởng tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Sau khi Liên Xô rút quân khỏi nội Mãn Châu vào năm 1946, cả hai phe Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tranh giành quyền kiểm soát vùng Đông Bắc, một khu vực công nghiệp hóa quan trọng của Trung Quốc. Vùng đất này không chỉ có tầm quan trọng trong chiến lược,
mà còn là trung tâm công nghiệp lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế và quân sự của quốc gia. Sau nhiều cuộc chiến ác liệt, cuối cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chiếm được vùng đất chiến lược này vào năm 1948. Tháng 10 năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm. Việc thành lập nước Cộng hòa mới này không chỉ là kết quả của chiến thắng quân sự, mà còn là một bước ngoặt lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới cho Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Quan hệ thân thiết giữa Trung Quốc và Liên Xô được củng cố bằng Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Trung Xô năm 1950. Hiệp ước này bao gồm một khoản cho vay lãi suất thấp trị giá 300 triệu rúp, giúp Trung Quốc có nguồn lực tài chính để tái thiết và phát triển kinh tế sau chiến tranh. Bên cạnh đó, liên minh quân sự 30 năm giữa hai nước đã tạo ra một liên minh mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa từ Nhật Bản và các thế lực phương Tây. Việc Trung Quốc và Liên Xô cùng đứng về phía Bắc Triều Tiên trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950 là minh chứng rõ ràng cho sự hợp tác quân sự chặt chẽ giữa hai nước. Sự tham gia của Trung Quốc vào cuộc chiến này không chỉ là để hỗ trợ Bắc Triều Tiên mà còn nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược của mình và củng cố quan hệ với Liên Xô. Cuộc chiến này đã có tác động sâu rộng đến cục diện chính trị và quân sự ở khu vực Đông Á, đồng thời khẳng định vị thế của Trung Quốc và Liên Xô trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Nội chiến Trung Quốc và sự thiết lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một giai đoạn lịch sử quan trọng đánh dấu sự chuyển biến lớn trong cục diện chính trị của Trung Quốc và khu vực. Việc thiết lập quan hệ thân thiết với Liên Xô và sự hợp tác quân sự trong chiến tranh Triều Tiên đã góp phần định hình mối quan hệ quốc tế và cân bằng quyền lực ở Đông Á. Những sự kiện này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến chính trị thế giới trong nửa sau thế kỷ 20. Quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô bắt đầu rạn nứt sau cái chết của Joseph Stalin vào năm 1953. Mao Trạch Đông, lãnh đạo của Trung Quốc, mong muốn trở thành người kế vị Stalin để lãnh đạo phong trào cách mạng toàn cầu. Tuy nhiên, Nikita Khrushchev, người kế nhiệm Stalin, không đồng tình với ý tưởng này. Khrushchev có tầm nhìn khác về sự lãnh đạo của Liên Xô và vai trò của nó trong phong trào cộng sản quốc tế. Điều này dẫn đến những bất đồng ngày càng lớn giữa hai quốc gia. Khrushchev đã thực hiện một loạt các cải cách và chính sách mới, bao gồm cả việc giảm bớt sự căng thẳng với phương Tây, điều mà Mao Trạch Đông không tán thành. Mao cho rằng Liên Xô đang đi chệch hướng và xa rời các nguyên tắc cách mạng. Sự bất đồng này trở nên rõ ràng hơn khi Khrushchev đến thăm Trung Quốc vào năm 1954 và trao trả lại căn cứ hải quân Lữ Thuận cho nước này. Hành động này, mặc dù mang tính biểu tượng của sự hợp tác, nhưng không đủ để hàn gắn mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia. Sự căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Trung Quốc công khai chỉ trích những xu hướng phản cách mạng ở Liên Xô. Mao Trạch Đông và các lãnh đạo Trung Quốc tin rằng Khrushchev đã phản bội các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa cộng sản thông qua chính sách hợp tác với phương Tây và chiến lược hòa hoãn với Hoa Kỳ. Sự chỉ trích này lên đến đỉnh điểm trong cuộc chiến biên giới Trung Ấn vào năm 1962 khi Liên Xô bày tỏ sự ủng hộ đối với Ấn Độ, đối thủ của Trung Quốc. Điều này không chỉ làm sâu sắc thêm sự nghi ngờ của Bắc Kinh đối với Moscow, mà còn tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin giữa hai quốc gia cộng sản hàng đầu thế giới. Cuộc chiến biên giới Trung Ấn năm 1962 là một bước ngoặt quan trọng. Liên Xô, với chính sách ngoại giao của Khrushchev, đã chọn đứng về phía Ấn Độ, cung cấp viện trợ quân sự và hỗ trợ ngoại giao. Động thái này khiến Trung Quốc vô cùng phẫn nộ và cảm thấy bị phản bội. Mao Trạch Đông và các lãnh đạo Trung Quốc coi sự ủng hộ của Liên Xô đối với Ấn Độ là bằng chứng rõ ràng cho thấy Moscow đã từ bỏ lý tưởng cách mạng và đứng về phía các thế lực đế quốc. Quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô tiếp tục xấu đi trong những năm tiếp theo. Mao Trạch Đông không chỉ tìm cách khẳng định vị thế của mình trong phong trào cộng sản quốc tế, mà còn muốn thúc đẩy một mô hình phát triển và cách mạng độc lập, không bị ảnh hưởng bởi Liên Xô. Điều này dẫn đến việc Trung Quốc bắt đầu phát triển các chính sách tự chủ hơn và tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia khác, bao gồm cả những nước đang phát triển và các phong trào giải phóng dân tộc trên khắp thế giới. Mặc dù đã có những nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ, như cuộc gặp gỡ giữa các quan chức Liên Xô và Trung Quốc tại Moscow vào giữa năm 1963, những bất đồng tư tưởng sâu sắc và sự cạnh tranh về quyền lực đã khiến các cuộc đàm phán thất bại. Trung Quốc tiếp tục công khai chỉ trích Liên Xô về các chính sách đối ngoại và nội bộ, đặc biệt là việc hợp tác với phương Tây và thái độ hòa hoãn với Hoa Kỳ. Sự chỉ trích này phản ánh sự khác biệt căn bản trong quan điểm về cách mạng và chiến lược quốc tế giữa hai quốc gia.
Vấn đề biên giới trước được giải quyết cũng góp phần làm gia tăng căng thẳng. Dọc theo biên giới dài 4.380 km giữa hai nước, đặc biệt là trên các con sông Agun, Amur và Ussuri, có nhiều hòn đảo nhỏ chưa được phân định rõ ràng. Bắc Kinh tuyên bố quyền sở hữu đối với 600 trong số 700 hòn đảo, bao gồm đảo Chân Bảo. Điều này làm cho tình hình càng thêm phức tạp. Các vụ đụng độ vũ trang tại đảo Chân Bảo vào tháng 3 năm 1969 đã đẩy mối quan hệ Trung Xô vào một giai đoạn căng thẳng mới với những cuộc đối đầu quân sự và tuyên truyền chống đối lẫn nhau. Sự rạn nứt quan hệ Trung Xô sau cái chết của Stalin không chỉ là kết quả của sự khác biệt về tư tưởng và chiến lược, mà còn phản ánh cuộc đấu tranh quyền lực giữa hai quốc gia lớn trong khối cộng sản. Những sự kiện này không chỉ định hình mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô, mà còn có tác động sâu rộng đến cục diện chính trị toàn cầu trong suốt nửa sau thế kỷ 20. Phân chia biên giới dẫn đến căng thẳng mới, tham vọng phục hồi lãnh thổ đã mất của Bắc Kinh. Tới năm 1986, Liên Xô bắt đầu khủng hoảng kinh tế và chính trị nghiêm trọng, dẫn tới nguy cơ sụp đổ vào năm 1991. Trong bối cảnh này, chính quyền Xô Viết đã quyết định đàm phán lại đường biên giới với Trung Quốc. Ngày 16 tháng 5 năm 1991, hai nước đã đạt được thỏa thuận về phân chia biên giới, đặc biệt là dọc theo các sông Agun, Amur và Ussuri ở biên giới phía đông. Trong thỏa thuận này, Trung Quốc nhận được 720 km vuông lãnh thổ, bao gồm 700 hòn đảo. Tuy nhiên, hai khu vực là A Bà Cai Đồ trên sông Agun và cụm đảo Hắc Hà Tử, Ngân Long nằm ở nơi hợp lưu giữa sông Ussuri và sông Hắc Long Giang bị loại khỏi thỏa thuận và sẽ được đàm phán sau. Trên sông Agun có 413 hòn đảo nhỏ bị tranh chấp, với 204 hòn đảo thuộc lãnh thổ Liên Xô và 209 hòn đảo thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Riêng đảo A Bà Cai Đồ rộng 58 km sẽ được thỏa thuận sau. Trên sông Amur, hầu hết các đảo tranh chấp đã được chuyển giao cho Trung Quốc, với 902 hòn đảo thuộc về Trung Quốc và 708 hòn đảo thuộc về Nga. Cụm đảo Hắc Hà Tử và Ngân Long rộng 350 km2 nằm cạnh thành phố Khabarovsk bị loại khỏi thỏa thuận. Trên sông Ussuri, trong số 320 hòn đảo dọc theo con sông này, hiệp định công nhận 167 hòn đảo của Nga và 153 hòn đảo của Trung Quốc. Đảo Kutuzov, hòn đảo lớn nhất dọc theo sông Ussuri, vẫn thuộc quyền sở hữu của Liên Xô, còn đảo Chân Bảo thuộc về Trung Quốc. Hồ Khanka rộng 4.050 km2 được phân chia giữa hai nước, trong đó 72% thuộc Nga và 28% thuộc Trung Quốc. Tàu Trung Quốc giành được quyền đi lại trên sông Đồ Môn. Tuy nhiên, một số quan chức Nga lo ngại rằng việc Trung Quốc tiếp cận biển Nhật Bản thông qua sông Đồ Môn sẽ làm giảm tầm quan trọng kinh tế của Vladivostok và Nakhodka. Vì vậy, Trung Quốc đã đồng ý không xây dựng cảng dọc theo sông Đồ Môn. Tới cuối năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ, vấn đề tranh chấp biên giới được chuyển giao cho chính quyền Liên bang Nga. Mãi tới ngày 14 tháng 10 năm 2004, hai nước mới ký kết hiệp ước bổ sung về đoạn đường phía đông biên giới Trung-Nga. Theo đó, Nga và Trung Quốc chia đôi đảo A Bà Cai Đồ, Trung Quốc giữ 34,5 km2, đảo Ngân Long và một phần đảo Hắc Hà Tử cũng được chuyển cho Trung Quốc, tổng cộng là khoảng 174 km2. Đổi lại, Trung Quốc đồng ý từ bỏ tất cả tuyên bố chủ quyền đối với phần còn lại của đảo Hắc Hà Tử do Nga nắm giữ. Đến đây, toàn bộ đường biên giới Trung-Nga dài 4.300 km đã được xác định xong. Vào tháng 10 năm 2008, chính phủ hai nước đã tổ chức lễ khánh thành cột mốc phân định biên giới đoạn đông giữa hai nước trên đảo Hắc Hà Tử, đánh dấu việc giải quyết xong vấn đề biên giới trên bộ giữa Trung Quốc và Nga. Mặc dù tưởng chừng như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, mâu thuẫn giữa hai nước lại nổ ra trong thời gian gần đây. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2020, Đại sứ quán Nga tại Trung Quốc đã tải lên mạng xã hội Weibo với thông điệp chào mừng kỷ niệm 160 năm thành lập thành phố Vladivostok. Ngay lập tức, bài đăng này trở thành mục tiêu chỉ trích bằng thông điệp đòi chủ quyền của các quan chức ngoại giao, nhà báo và người dùng Internet Trung Quốc. Còn hành động của chính quyền Bắc Kinh thực sự khiến nhiều người phải bất ngờ. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2023, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã sử dụng tên gọi tiếng Hán cho 8 thành phố và khu vực bên trong lãnh thổ Nga. Lần lượt là Bá Lực cho Khabarovsk, Hải Lan Pháo cho Blagoveshchensk, Hải Sâm Uy cho Vladivostok, Khố Hiệt cho Sakhalin, Miếu Nhai cho Nikolaev on Amur, Ni Bố Sở cho Nezhinsk, Ngoại Hưng An Lĩnh cho Stanovoprensk và Sông Thành Tử cho Ossoryizhsk.
Tiếp theo đó, vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc phát hành bản đồ tiêu chuẩn mới của nước này. Tấm bản đồ này đã khiến các nước láng giềng tức giận khi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ Biển Đông. Trong đó, hai khu vực tranh chấp Arunachal Pradesh và Askai Chin dọc theo biên giới Ấn Độ cũng như nửa phía đông đảo Hắc Hạt Tử, tức là đảo Bosoi Ussuriski do Nga kiểm soát. Động thái này khiến các nước láng giềng, bao gồm Nga, phẫn nộ. 3 ngày sau khi tấm bản đồ được phát hành, ngày 31 tháng 8 năm 2023, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã bác bỏ mọi ý kiến cho rằng đảo này là khu vực tranh chấp, khẳng định đảo này thuộc về Nga và mọi vấn đề pháp lý đã được giải quyết trong các thỏa thuận song phương hơn 15 năm trước. Thỏa thuận phân chia biên giới giữa Trung Quốc và Liên Xô, sau này là Liên bang Nga, đã giúp giải quyết nhiều tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ. Tuy nhiên, những căng thẳng mới đã xuất hiện gần đây, đặc biệt là liên quan đến các động thái và tuyên bố chủ quyền ngang ngược, phi lý của Trung Quốc. Những mâu thuẫn này cho thấy, mặc dù có những bước tiến quan trọng trong việc xác định và giải quyết biên giới, vấn đề lãnh thổ và chủ quyền vẫn là nguồn gốc tiềm ẩn của xung đột và căng thẳng giữa các quốc gia. Lịch sử Tân Cương, sự xung đột, diệt chủng và tái định hình dưới thời nhà Thanh. Khu vực Tân Cương ngày nay được coi là Tây Vực và đã nhiều lần bị Trung Quốc sát nhập trong lịch sử. Tuy nhiên, vào thế kỷ 17, vùng đất này nằm dưới sự cai trị của Hãn Quốc Chuẩn Cát Nhĩ, được thành lập bởi các bộ tộc Mông Cổ ở phía Tây, có tên là Oerat. Hãn Quốc Chuẩn Cát Nhĩ từ cuối thế kỷ 17 đã trải dài từ cực Tây của Vạn Lý Trường Thành cho tới khu vực Hồi Ban Can ở Trung Á, thể hiện sự mở rộng và thịnh vượng của các bộ tộc Oerat trong khu vực. Năm 1717, Hãn Quốc Chuẩn Cát Nhĩ tấn công Hãn Quốc Hòa Thạc Đặc, một Hãn Quốc khác của người Oerat nắm giữ phần lớn cao nguyên Thanh Tạng. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau, nhà Thanh đã can thiệp và đánh bật quân Chuẩn Cát Nhĩ khỏi vùng đất này, khẳng định sự kiểm soát của mình. Tới năm 1745, thủ lĩnh của Hãn Quốc Chuẩn Cát Nhĩ là Cát Nhĩ Đan Sách Linh qua đời, dẫn đến cảnh đấu đá nội bộ khi các phe cánh trong Hãn Quốc tìm cách triệt tiêu lẫn nhau. Sự suy yếu này tạo cơ hội cho các thế lực bên ngoài can thiệp. Năm 1752, Đạt Ngõa Tề giành chiến thắng trước A Mục Nhĩ Táp Nạp và tự tuyên bố mình là Hãn của Chuẩn Cát Nhĩ. Tuy nhiên, A Mục Nhĩ Táp Nạp cũng hơn 2 vạn hạ thủ đã quy hàng nhà Thanh. Hoàng đế Càn Long nhận thấy đây là cơ hội tốt, tiếp nhận kẻ bại trận và chuẩn bị cho việc tiến đánh Chuẩn Cát Nhĩ. Năm 1755, Càn Long phong cho A Mục Nhĩ Tát Nạp tức vị thân vương và chức Bắc Lộ phó tướng, dẫn quân triều đình tấn công thủ phủ Y Ninh và bắt được Đạt Ngõa Tề. Tuy nhiên, nhà Thanh không phong cho A Mục Nhĩ Tát Nạp là Hãn của Chuẩn Cát Nhĩ, dẫn đến việc ông này quay sang chống đối nhà Thanh. Chỉ 2 năm sau, nhà Thanh đã đè bẹp cuộc nổi dậy này và để diệt trừ vĩnh viễn thế lực của người Oerat, Càn Long cho di chuyển những người Oerat còn lại vào sâu trong nội địa, lệnh cho các tướng giết tất cả những người đàn ông, chia vợ và con của họ cho binh lính. Điều này làm số lượng người Mông Cổ ở đây suy giảm trầm trọng. Theo ước tính của Ngụy Nguyên, một học giả cuối đời nhà Thanh, tổng dân số của Hãn Quốc Chuẩn Cát Nhĩ trước chiến tranh là khoảng 600.000 người, khoảng 200.000 hộ. Sau chiến tranh, dân số chỉ còn một nửa, trong đó 40% bị chết bởi bệnh đậu mùa, 20% chạy trốn đến Nga hoặc gia nhập các bộ tộc Kazakh và 30% bị giết bởi quân Thanh. Một khu vực trải dài đến hàng trăm nghìn km vuông không có lấy một bóng người, chỉ có rải rác vài túp lều nhỏ của những người dân đã đầu hàng triều đình. Sau khi diệt chủng người Oerat ở Tân Cương, nhà Thanh đã cho di dân đến khu vực này, làm thay đổi hoàn toàn nhân khẩu học nơi đây. Khu vực phía bắc của Hãn Quốc Chuẩn Cát Nhĩ được chia thành các đường Nỗ Ô Lương Hải, A Nhĩ Thái Ô Lương Hải và A Nhĩ Nã Ô Lương Hải, quản lý bởi ngoại Mông Cổ. Phần lớn Hãn Quốc này trở thành Tân Cương, bao gồm Bắc Cương, Dungaria hay Chuẩn Cát Nhĩ và Nam Cương, Long Chảo Tarim hay Bồn Địa Tháp Lý Mộc. Toàn bộ khu vực nằm dưới sự cai trị trực tiếp của Y Lê Tướng Quân với trụ sở tại Pháo Đài Huệ Viễn, cách Y Ninh 30 km về phía Tây. Với việc di dân người Hán, người Hồi và người Kazakh đến phía Bắc Tân Cương, nhân khẩu học ở đây thay đổi rõ rệt. 1/3 tổng dân số Tân Cương bao gồm người Hán, người Hồi và người Kazakh ở phía Bắc, còn lại 2/3 là người Duy Ngô Nhĩ ở Long Chảo Tarim phía Nam Tân Cương. Sự thay đổi này đã khiến người Hồi giáo trở thành nhóm dân cư chủ yếu ở khu vực này, thay thế cho người Mông Cổ theo đạo Phật. Lịch sử Tân Cương là một câu chuyện đầy biến động về sự tranh giành quyền lực, chiến tranh và diệt chủng.
từ sự thống trị của các bộ tộc Mông Cổ Oirat đến sự can thiệp và sát nhập của nhà Thanh, khu vực này đã trải qua nhiều biến cố lịch sử quan trọng. Sự thay đổi nhân khẩu học và văn hóa sau các cuộc chiến tranh và di dân đã định hình nên Tân Cương ngày nay, một khu vực đa dạng về sắc tộc và tôn giáo, nhưng cũng đầy mâu thuẫn và thách thức. Tân Cương, vùng đất chiến lược và những cuộc tranh giành lịch sử. Tranh giành vùng đất dầu mỏ. Vào năm 1912, nhà Thanh sụp đổ sau cách mạng Tân Hợi và Trung Hoa Dân Quốc được thành lập. Dù vẫn giữ được Tân Cương, nhưng Trung Quốc đã mất đi Ngoại Mông và Tây Tạng. Trong đó, phần lớn Ngoại Mông trở thành Đại Hãn Quốc Mông Cổ và Đỗ Nỗ Ô Lương Hải trở thành Cộng hòa Urigyan Khai của người Tuva. Trong khi A Nhị Thái Ô Lương Hải vẫn là một phần của Trung Quốc và được nhập vào tỉnh Tân Cương. Đế quốc Nga cũng sụp đổ vào năm 1917 trong Thế chiến thứ nhất và Liên bang Xô Viết được thành lập vào năm 1922. Lúc này, khu vực A Nhị Thái Não Ô Lương Hải trở thành khu tự trị Tanu Urian Khai, còn tỉnh Semirechye được phân chia giữa Kazakhstan và Kyrgyzstan. Khu vực này có nhiều thành phố lớn, trong đó có Almaty, thủ đô của Kazakhstan, và Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan. Trong khi Liên Xô từng bước ổn định, thì Trung Hoa Dân Quốc lại vô cùng bất ổn với các tướng lĩnh quân phiệt cát cứ khắp nơi. Người chiếm giữ Tân Cương lúc này là Dương Tăng Tân. Ông đã duy trì quyền lợi giữa người Hán và các sắc tộc thiểu số, nhờ vậy mà làm cho Tân Cương ổn định. Tuy nhiên, đến năm 1928 thì Dương Tăng Tân đã bị ám sát. Người kế nhiệm ông là Kim Thụ Nhân. Tuy nhiên, đây lại là một trong những người phân biệt chủng tộc. Kim thi hành chính sách Hán Hoa, tăng thuế, cấm tham gia hành hương và đưa các quan chức người Hán vào thay thế các lãnh đạo địa phương. Kim cũng tăng cường mối quan hệ với Liên Xô, làm gia tăng ảnh hưởng của người Nga tại khu vực Tây Bắc của Trung Quốc. Vào năm 1931, các dân tộc thiểu số, mà chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ, đã nổi dậy khởi nghĩa ở Cáp Mật. Tận dụng thời cơ này để loại bỏ Kim Thụ Nhân, Tưởng Giới Thạch đã điều động sư đoàn 36 của Mã Trọng Anh ở Cam Túc tấn công Tân Cương. Bị kẹp ở giữa hai bên, Kim Thụ Nhân bèn bỏ chạy sang Liên Xô để nhờ sự hỗ trợ. Thế nhưng, Stalin đã tìm thấy người thay thế Kim, đó là Thịnh Thế Tài. Trong thời gian này, cuộc đấu đá giữa Mã Trọng Anh và Thịnh Thế Tài đã từng bước leo thang. Cuối cùng, đã dẫn đến đụng độ vũ trang tại thủ phủ Urumqi vào mùa xuân năm 1933. Do Thịnh Thế Tài nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Liên Xô gồm cả vũ khí và tiền bạc, cũng như là các cố vấn quân sự, cho nên phía Mã Trọng Anh đã chịu thiệt hại nặng nề hơn và buộc phải rút lui. Trong khi đó, vào cuối năm 1933, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương tuyên bố thành lập Cộng hòa Đông Turkestan. Cũng trong thời gian này, sư đoàn 36 của Mã Trọng Anh bất ngờ mở cuộc tấn công thứ hai vào Urumqi. Lần này thì quân của Thịnh Thế Tài đã thua trận. Nhận được tin này, Liên Xô đã đưa 7.000 quân sang ứng cứu, cùng với đó là xe tăng, máy bay, trọng pháo, v.v. Lực lượng này được gọi là tình nguyện viên An Tai, nhưng do không quen địa hình nên quân đội Liên Xô đã phải chịu nhiều thương vong trong thời gian đầu. Tướng Mã Hổ Sơn, phó tư lệnh sư đoàn 36, đã cầm chân được Hồng quân trong một tháng. Tuy nhiên, với vũ khí hiện đại hơn, cuối cùng thì đội quân của Liên Xô cũng đã giành được chiến thắng. Không chỉ đẩy lùi quân Quốc dân đảng của Mã Trọng Anh, Hồng quân còn làm tan rã Cộng hòa Đông Turkestan, đưa Thịnh Thế Tài trở lại với vị trí lãnh đạo Tân Cương. Từ đây, khu vực này nằm dưới sự ảnh hưởng của Liên Xô. Nhìn chung, do đây là một khu vực giàu dầu mỏ, các quan chức của cả đế quốc Nga và sau này là Liên Xô đã tích cực sát nhập và tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này. Các nhà địa chất của họ đã tiến hành khảo sát toàn diện về nguồn tài nguyên phong phú ở Tân Cương, đồng thời xác định một số mỏ dầu nằm rải rác trên khắp khu vực rộng lớn này. Cùng với đó là sự phát triển của mạng lưới giao thông Trung Á, đặc biệt là việc hoàn thành tuyến đường sắt Turkestan-Siberia vào năm 1930, càng thúc đẩy cường quốc này tập trung vào việc khai thác lợi ích tại khu vực phía Bắc Tân Cương. Vào năm 1934, các đặc vụ Liên Xô đã ký một loạt các thỏa thuận nhằm cung cấp các khoản vay lớn cho các quan chức đứng đầu ở Tân Cương để đổi lấy đặc quyền tiếp cận nguồn vàng đen dồi dào. Trong đó, họ đặc biệt ưu tiên một mỏ dầu ở quận Đô Sơn Tử của thành phố Karamay ngày nay. Đến năm 1939, vùng đất này đã xuất hiện các giàn khoan, một nhà máy lọc dầu công nghệ cao và một mạng lưới đường ống rộng khắp, nối Đô Sơn Tử với các mạng lưới đường giao thông liên tỉnh, một số cửa khẩu biên giới và các trung tâm vận tải trên tuyến đường sắt Turkestan-Siberia. Bên cạnh đó,
Liên Xô còn muốn biến Tân Cương trở thành một vùng đệm với Trung Quốc, tương tự như Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ, bởi vì chính phủ quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch có quan hệ tốt với Mỹ, trong khi lại bài trừ chủ nghĩa cộng sản và luôn muốn giành lấy khu vực ngoại Mông. Đến Thế chiến thứ hai, khu vực Tân Cương trải qua rất nhiều biến động. Do nghĩ rằng Liên Xô sẽ thua trận, Thịnh Thế Tài liền quay ra ủng hộ chính phủ Tưởng Giới Thạch và đột ngột hủy bỏ tất cả các thỏa thuận với Moscow. Tới năm 1944, Trung Hoa Dân Quốc đưa 100.000 quân vào Tân Cương. Nhưng đúng lúc này, Thịnh Thế Tài nhận được tin Liên Xô đang thắng trận. Vì vậy mà ông ta lại quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Stalin. Tuy nhiên, lần này Thịnh đã bị từ chối. Mặc dù vậy, Liên Xô cũng không dễ dàng từ bỏ ảnh hưởng ở Tân Cương, một vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản. Họ đã hỗ trợ người dân Duy Ngô Nhĩ thành lập Cộng hòa Đông Turkestan Đệ Nhị với lãnh thổ gồm 3 huyện là A Lạc Thái, Thát Thành và Y Lê. Nhưng phần lớn Tân Cương vẫn nằm trong tay của quốc dân đảng, trong đó có cả thủ phủ Urumqi. Vậy nhưng, mọi thứ đã thay đổi rất nhanh vào năm 1949 khi mà nội chiến quốc cộng kết thúc với chiến thắng thuộc về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập với người đứng đầu là Mao Trạch Đông. Quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc lúc này rất tốt, trong khi Cộng hòa Đông Turkestan non trẻ đứng trước nguy cơ biến mất. Cũng trong năm 1949, đoàn lãnh đạo cấp cao của Tân Cương được mời tới Bắc Kinh, bao gồm Emestiran Qasim, Abdul Kerim Abbas, Isaac Bek Mononov, Dakhe Khan Suri Baev và Lạc Tử. Họ lên máy bay Liên Xô từ Kazakhstan đến Bắc Kinh để đàm phán với Mao Trạch Đông về sự độc lập của Tân Cương. Khi máy bay qua lãnh thổ Liên Xô gần hồ Baikal, chiếc máy bay bị rơi và các lãnh đạo đã bị thiệt mạng. Với cái chết của các lãnh đạo hàng đầu, Cộng hòa Đông Turkestan đã không còn có ý định chống lại Bắc Kinh. Tới ngày 12 tháng 10 năm 1949, quân đội nhân dân Trung Quốc tiến vào Tân Cương, giải giáp cả quân quốc dân đảng lẫn quân Cộng hòa Đông Turkestan. Ngoại trừ Junbaz Khan và Osman Batur, không có nhiều người dám đứng lên chống lại Bắc Kinh. Sau khi trở thành một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tới năm 1954, chính quyền Bắc Kinh đã đổi tên tỉnh Tân Cương thành khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Tuy nhiên, có hơn 50% diện tích của vùng đất này đã được chỉ định là châu tự trị cho các dân tộc bản địa khác chứ không phải là người Duy Ngô Nhĩ. Cụ thể thì châu tự trị Y Lê của người Kazakh, châu tự trị Sương Cát của người Hồi, châu tự trị Khắc Tư của người Kyrgyz, châu tự trị Bác Nhĩ Tháp Lạ và châu tự trị Ba Mờ Quắc Lăng của người Mông Cổ. Bên ngoài các châu tự trị còn có hai huyện tự trị, đó là huyện Ba Lý Khôn của người Kazakh và huyện Tháp Thập Khố Nhĩ Can của người Tajik. Từ khi Khrushchev lên án Stalin vào năm 1956, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô bắt đầu rạn nứt. Cũng trong năm này, Liên Xô đem quân can thiệp vào Hungary và Mao Trạch Đông lo sợ Trung Quốc cũng có thể bị can thiệp tương tự. Cho nên từ đó, quan hệ Xô-Trung bắt đầu xấu đi trông thấy. Cũng trong thời gian này, Trung Quốc cũng đang cố gắng đàm phán biên giới với Triều Tiên và Afghanistan nhằm lôi kéo hai nước này về phía mình. Đối với Triều Tiên, Trung Quốc nhượng lại cho nước này một phần núi Trường Bạch. Còn với Afghanistan, quốc gia này cũng có những tranh chấp biên giới với Trung Quốc tại khu vực hành lang Wak Khan. Vùng đất rộng 10.300 km này nằm giữa 4 nước, Liên Xô về phía Bắc, Afghanistan về phía Tây, Pakistan phía Nam và Trung Quốc nằm về phía Đông. Nó trải dài hơn 200 km từ Đông sang Tây và có chiều rộng từ 20 cho đến 60 km từ Bắc xuống Nam. Do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Vương quốc Afghanistan có mối quan hệ khá thân thiện, nên hai nước đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận biên giới vào năm 1963. Theo đó, hành lang Wak Khan thuộc về Afghanistan. Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô ngày càng xấu đi. Tới năm 1969, hai nước đã xảy ra đụng độ vũ trang tại đảo Chân Bảo. Cũng trong năm này, Liên Xô và Trung Quốc nổ ra một số vụ đụng độ ở khu vực biên giới phía Tây. Đầu tiên là vụ đụng độ vào ngày 10 tháng 6 năm 1969 ở núi Ba Lỗ Nhĩ Khắc, khu vực sông Tieli Keti và sông Ili gần biên giới giữa Tân Cương và Kazakhstan. Lính biên phòng Liên Xô cũng phát hiện những người chăn cừu Trung Quốc xuất hiện ở gần biên giới và nổ súng vào những người này. Tổng cộng đã có 18 người bị bắn chết. Đến ngày 13 tháng 8 năm 1969, xung đột vũ trang lại nổ ra giữa Trung Quốc và Liên Xô tại khu vực sông Tieli Keti. Cụ thể, hai đơn vị tuần tra biên phòng của Trung Quốc đã có đụng độ với quân đội Liên Xô. Hồng quân đã điều động trực thăng yểm trợ cho xe tăng và các đơn vị thiết giáp. Với sự áp đảo về hỏa lực, Liên Xô đã giành chiến thắng với 2 người chết và 10 người bị thương,
trong khi phía Trung Quốc có tận 28 quân nhân thiệt mạng cùng với một số người bị bắt và sau đó đã được hồi hương. Sau những cuộc đụng độ ở biên giới, Trung Quốc dần nghiêng về phía Mỹ để chống lại Liên Xô. Quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục căng thẳng trong 20 năm nữa, mãi cho tới khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Lịch sử phân chia biên giới Trung Quốc và các nước Trung Á sau thế kỷ 20. Biên giới giữa Trung Quốc và các nước Trung Á. Sau khi Liên Xô tan rã, A Nhị Thái Não Nhĩ Ô Lương Hải đã trở thành Cộng hòa An Tai thuộc Nga. Trong khi đó, khu vực Thất Hà thuộc về Kazakhstan và Kyrgyzstan, còn cao nguyên Pamir thuộc về Tajikistan. Trung Quốc tuy không đòi lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, nhưng nước này vẫn muốn vẽ lại đường biên giới ở Tân Cương. Đầu tiên là ranh giới phía Tây giữa Trung Quốc và Nga. Đường biên giới dài 55 km giữa Cộng hòa An Tai và Tân Cương đã được phân định vào ngày 3 tháng 9 năm 1994. Trong khi đó, Trung Quốc và Kazakhstan có đường biên giới dài hơn 1.700 km với hai khu vực tranh chấp. Đó là vùng đất rộng 629 km2 gần núi Chang'an Obo và các mảnh đất xung quanh cổng Dzungazia rộng 375 km2. Vào năm 1995, Kazakhstan đã nhượng lại cho Trung Quốc một khu vực đồi núi hẹp ở phía đông của hồ Zlanaskol. Sau đó, hai nước tiếp tục thỏa thuận về các khu vực còn lại và tới năm 1998, đường biên giới đã được phân định xong. Cụ thể, khu vực gần núi Chang'an Obo, Trung Quốc nhận được khoảng 30% lãnh thổ tranh chấp, còn Kazakhstan nhận được tới 70%. Còn tại khu vực xung quanh cổng Dzungaria, quốc gia Trung Á chỉ nhận được khoảng 30%, còn Trung Quốc nhận được 70% lãnh thổ tranh chấp. Tổng cộng, Trung Quốc đã nhận được 407 km2 đất, tức 43% trong số 944 km2 lãnh thổ tranh chấp. Đổi lại, nước này sẽ đầu tư vào một số mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan, xây dựng đường ống dài 3.000 km nối hai nước và thiết lập chương trình hợp tác kinh tế chung kéo dài 15 năm. Trong khi đó, tranh chấp giữa Trung Quốc và đất nước nhỏ bé Kyrgyzstan diễn ra phức tạp hơn nhiều. Trên một khu vực rộng tới 2.844 km2 tại đầu nguồn sông Kosu, hay trong tiếng Trung gọi là sông Khuê Tô, vào năm 1996, Tổng thống Kyrgyzstan Askar Akayev và Chủ tịch Trung Quốc là Giang Trạch Dân đã ký hiệp ước phân chia biên giới. Theo thỏa thuận này, 1.250 km2 ở phía đông nam được giao cho Trung Quốc, chiếm khoảng 30% trong tổng số 2.844 km2 lãnh thổ tranh chấp. Kyrgyzstan còn giữ lại được 70% khu vực này, tức là 1.594 km2. Tuy nhiên, ngay lập tức, thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối của nhiều người Kyrgyzstan. Ngoài khu vực kể trên, Trung Quốc còn tranh chấp khu vực tỉnh Khan Tengri, ngọn núi cao 7.010m nằm giữa ba nước là Kazakhstan, Kyrgyzstan và Trung Quốc. Cụ thể, Trung Quốc đòi 30 km2 xung quanh ngọn núi thuộc dãy Thiên Sơn. Vào năm 2005, Tổng thống Kyrgyzstan Askar Akayev bị lật đổ sau cuộc cách mạng Tulip. Tới năm 2009, nước này và Trung Quốc ký kết một thỏa thuận mới. Cụ thể, Trung Quốc sẽ từ bỏ yêu sách chủ quyền đối với 30 km2 xung quanh ngọn núi Khan Tengri. Đổi lại, nước này sẽ nhận về thêm 9 km2 ở khu vực sông Kutsu. Một quốc gia Trung Á khác cũng có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc là Tajikistan, cụ thể là 28.500 km2 ở tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan, tức là khoảng 20% diện tích của đất nước nhỏ bé này. Từ năm 1992 đến năm 1997, khi Tajikistan nổ ra nội chiến, tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan đã đơn phương tuyên bố độc lập. Vì vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ Tajikistan đã quyết định đàm phán biên giới với Trung Quốc. Cụ thể, vào năm 1999, Tajikistan nhường lại cho Trung Quốc 1.000 km2 đất ở khu vực thung lũng Mugab. Đổi lại, Trung Quốc công nhận phần phía đông của thung lũng này thuộc quyền chủ quyền của Tajikistan. Tới năm 2011, nước này tiếp tục cắt 1.158 km2 lãnh thổ ở dãy núi Sarikol cho Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Tajikistan Hamrokhon Zarifi cho biết, việc ký kết định thư này là một thắng lợi lớn cho nền ngoại giao Tajikistan. Thay vì mất 20% lãnh thổ vào tay Trung Quốc, nước này chỉ mất chưa đến 1% diện tích đất. Tuy nhiên, cư dân địa phương lại cực kỳ tức giận. Do mâu thuẫn giữa tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan với chính quyền trung ương, cư dân ở đây chủ yếu là người Pamiri chứ không phải là người Tajik. Hơn nữa, họ theo Hồi giáo Shia, trong khi phần còn lại của đất nước theo Hồi giáo Sunni. Vì vậy, việc chính phủ Tajikistan cắt đất cho Trung Quốc
đã làm cho người dân Gorno-Karabakh rất tức giận và xung đột đã nổ ra vào năm 2012, chỉ một năm sau khi thỏa thuận được ký kết. Từ đó cho đến nay, mâu thuẫn này vẫn luôn âm ỉ và chờ ngày bùng phát. Trong khi đó, Trung Quốc đã giải quyết được vấn đề biên giới phía Tây để tập trung vào biên giới phía Nam với Ấn Độ và Bhutan, cũng như các tranh chấp tại biển Hoa Đông và biển Đông. Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc cũng ít khi nhắc tới khu vực ngoại Tây Bắc. Hiện nay, khu vực này được chia sẻ bởi Nga, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Trong đó, Nga và Kyrgyzstan mỗi nước chiếm khoảng 18%, còn lại 64% là của Kazakhstan. Nhìn lại lịch sử xung đột giữa Nga và Trung Quốc, chúng ta thấy rõ sự phức tạp và căng thẳng kéo dài suốt nhiều thế kỷ. Từ những tranh giành kiểm soát Mãn Châu đến các cuộc chiến tranh quy mô lớn như chiến tranh Triều Tiên và những đụng độ biên giới gay gắt. Mỗi giai đoạn đều minh chứng cho sự biến động không ngừng của quyền lực và ảnh hưởng. Mối quan hệ giữa hai cường quốc này luôn ở trong trạng thái căng thẳng và đầy bất ổn, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh lạnh và sự trỗi dậy của các phong trào cách mạng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở những bài học lịch sử quý giá, các sự kiện này còn là những cảnh báo về tầm quan trọng của ngoại giao và sự ổn định khu vực. Việc hiểu rõ những mâu thuẫn và xung đột trong quá khứ sẽ giúp chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về tình hình chính trị hiện nay, cũng như dự đoán những thay đổi trong tương lai. Thực tế, mưu đồ và lòng tham của chính quyền Bắc Kinh nhằm lấy lại những mảnh đất đã mất luôn là một yếu tố không thể xem nhẹ cho các chiến lược địa chính trị của Trung Quốc. Với những động thái ngày càng quyết liệt trong việc khẳng định chủ quyền trên Biển Đông và các khu vực biên giới khác, không thể loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ trong tương lai. Kênh Trạm Thông Tấn hy vọng rằng qua những video này, quý độc giả sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về lịch sử và những bài học rút ra từ các cuộc xung đột giữa Nga và Trung Quốc. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm những thông tin và phân tích mới nhất về các vấn đề địa chính trị và lịch sử trên toàn cầu. Theo các bạn, liệu Trung Quốc có thể đòi lại những khu vực này hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Kính chào quý vị khán giả! Trạm Thông Tấn là một kênh độc lập, không liên kết với bất kỳ chính phủ, tổ chức chính trị hay đảng phái nào. Các quan điểm và phân tích trên kênh Trạm Thông Tấn thuộc về đội ngũ sản xuất nội dung. Những thông tin được chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành lời khuyên chính trị hay hành động. Người xem nên tự đánh giá và tham khảo nhiều nguồn thông tin khác nhau trước khi đưa ra quyết định cá nhân. Chúng tôi cam kết mang đến cho người xem cái nhìn đa chiều và khách quan về các vấn đề địa chính trị, đồng thời khuyến khích sự đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình. Nếu thấy hay, các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, comment và share. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video hấp dẫn tiếp theo nhé! Xin kính chào và hẹn gặp lại!